Do con kia là không ngủ. Rồi Dũng cua đất Phú Yên chào tất cả các anh em đang mơ chim cua ghế. Rồi hôm nay là mình sẽ nói với một con mồi đất. Chim này là chơi mùa đất để nhuyễn rồi à, đi đã bắt được tầm khoảng gần 10 con rồi. Giao vừng ngồi này là mình cũng ít đi đánh đất lắm à, nhưng mà con này là lâu lâu gặp những con chim hay là mình đem tới bắt. Nói chung là đi đất là ok rồi à, hôm nãy là mình có sơ lòng nó gù một tí mà nói chung là nó cũng chưa được sung lắm, bị mưa ngồi này mưa quá, không trời thời tiết không ngon. Nó chơi chưa đấy, còn riêng con chim này thì mình nói với cái đặc điểm của nó nè, nước nó rất hay, cá thúc cá dặm cá leo thì thấy chim là nước hay lắm. Con chim này là con chim thố một gục, nó rất là tốt tiếng lì lắc lì. Nói chung con chim này là vừa cái độ mà đi không gáy thì mấy anh em không còn cần phải lo nữa. Cái lúc mình có thể bắt nó dạng ta nổi mình lên, lúc mình bắt mình bỏ qua cái lập thì nó cũng bận chơi thôi. Lúc nãy nó hơi chia cộng lông, nó hơi xấu á, mình nên là chỉ mình có bắt mình ship lại rồi mình bỏ vô mà nó vẫn gù đó. Nói chung con nó dạng rồi, mình đó, giờ cái điều mình nói về cái đặc điểm của nó nè, rồi mình xách mua trong đi cho nó rõ cho anh em được xem. Anh em thấy chưa, nguyên mưa ngày nay là ngồi đây là mưa ngồi vơ mình mưa suốt nên ruộng mà đỡ làm giống mà sẽ mà anh em hư hết, không đem ra ngồi đỡ gieo được nên phải bay để bỏ như vậy cả khô đỡ cho ghẻ hư hết rồi. Đó, mình quay thực tế cho anh em xem nữa chứ rất là khổ.
đó, nó rõ rồi. Mình sẽ đem vô đây cho mấy anh em xem. Mình sờ lại thử nó có gù nữa hay không. Con này là nãy mình nói rồi, thổ một gục. Tốt tiếng. Để nhiễn rồi. Con mồi đất này thì không có cần tập nữa. Ví dụ anh em nào có nhu cầu mà sở hữu nó thì nuôi cho nó quen cái không gian của cái nhà mình rồi. Rồi quen chủ rồi mình đi chơi cho nó ngon thôi. Chứ còn nếu đi ép nó đi liền thì nó quản ghế thôi. Nhưng mà mình thì mình không thích để nuôi vài ngày cho quen mình thì mình đi cua nó ngon hơn. Đây, giờ mình nói với đầu mặt nó này. Thôi mình không có nói rồi nha. Đó anh em cứ nhìn thấy đi. Mồi lông là tốt, đống lông vi là về dày, cườm là cườm vuông, cườm vàng vàng là lẻ xuống quai, về xuống ức luôn. Ở trên là đống cườm vuông, điêu đặn. Còn thức ăn ở ngôi mình là thì những thức ăn rẻ tiền thôi, cứ đó học thấp đó đẩy bỏ vô thôi. Còn rau cà bắp này mua anh em 3.000 ký gì bỏ vô mình không ăn, nó móc hết, là chỉ ăn lúa. Lâu lâu rồi cà cơ thì bỏ vô nó thèm ăn lắm mà mình cũng không cho ăn. Đó, anh em có thù thở này, thù thở này to dài. Còn chân nó thì rồi riêng mùa đất ấy mình cũng biết sơ là biết đánh giá một ít vừa còn cái chân con chim cho mùa đất. Bộ chân con chim này là quá tốt rồi. To. Đóng chân nhường lên điều gần hết chân, gọi là nửa chân hai bên. Mà đây con đây mình quay sát vào mà nó cũng không có dễ, vì nó dạng lắm đó. Mình mà mua cái máy này sớm á thì con riêng con chim này mình lúc trước đã bắt con chim kia mình quay là anh em chỉ thấy mơ thôi. Nhưng mà mình chỉ mới mua cái máy này nên không được, từ từ mình sẽ ca dịp mình sẽ gặp và đánh nó thôi. Đi bắt cái con mình quay cho rõ hơn. Nó xuống là nó thấy chim mà rước rất là hay. Có dặm, có leo, thúc nhặt nhanh. Có nhiều lúc thì thấy chim là không cần thúc nó để đổ rút chim xuống rồi. Còn nó chỉ đổ ù nó thì cứng rồi. Rồi, tôi mình xin chào những anh em nào mà có xem cái video này. Tổng thở lại tí chút xíu nữa. Rồi, mình xin chào mấy anh em.